Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 13 tháng 9, lực lượng bảo vệ bờ biển của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã có 6 người di cư, bao gồm cả trẻ em bị đuối nước khi một chiếc thiền chở người di cư từ Liban đến Italy bị đắm ngoài khơi phía tây nam của nước này. Theo lực lượng trên, họ đã giải cứu tổng cộng 73 người di cư từ 4 chiếc thuyền cứu sinh và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 5 người khác bị mất tích với sự hỗ trợ của hai tàu cứu hộ và một máy bay trực thăng. Cũng theo lực lượng này, những người di cư trên ban đầu khởi hành từ Liban vào ngày 10 tháng 9 để tới Italy, xong khi tới vùng biển ngoài khơi ở bờ biển đảo Rốt của Hy Lạp, thuyền của họ không đủ nhiên liệu để đi tiếp. Đáp lại lời kêu gọi giúp đỡ của những người di cư, lực lượng bảo vệ bờ biển của Hy Lạp chuyển họ lên 4 chiếc thuyền cứu sinh và đưa họ tới khu vực gần lãnh hải Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ là điểm trung chuyển quan trọng của người tị nạn muốn tới châu Âu để bắt đầu cuộc sống mới, đặc biệt là những người chạy trốn khỏi chiến tranh và bạo lực.